Thành Nhân xin kính chào quý khách. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2021, Thành Nhân xin trân trọng giới thiệu bộ ghế kẹp 3 bàn lửa vầng trăng, có thể ấp sát vào tường kê ở phòng ngủ hoặc là phòng một cái sảnh ngoài nào đó, hoặc là kê ở phòng thờ đều được, rất là đẹp. Bộ này gồm có hai ghế một bàn, bàn tròn nửa vầng trăng, và có đây là một lửa bộ bàn tròn mà Thành Nhân tách ra để bán cùng với cả những khách hàng có một cái không gian nhỏ kê phòng ngủ hoặc là phòng đợi hoặc chờ khách chẳng hạn, rất là tiện, rất là đẹp. Bộ ba này thì luôn làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Lào, hay còn gọi là hương ta, rất là giá trị. Chất liệu gỗ hương đỏ Lào cực kỳ giá trị. Với một cái nửa bộ bàn ghế này thì luôn bán với giá là 8 triệu đồng. Nếu như các bác mua cả bộ thì nó rẻ hơn. Nửa bộ này là 8 triệu, thì cả bộ là bàn tròn cái kia như kia. Đấy, nó sẽ có một cái bàn tròn như thế. Đây là nửa bộ thôi, bằng chất liệu gỗ hương ta. Cái góc ghế là 40 phân và bàn là một nửa là 80 phân. Rộng 40. Với bộ này Thành Nhuân bán với giá là 8 triệu. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ ngay với Thành Nhuân theo hai số máy Zalo 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thành Nhuân tại cơ sở 1 Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Hiện tại chúng tôi đang hoàn thiện rất là nhiều những bộ bàn ghế tròn này, được rất là nhiều khách hàng ở trên toàn quốc ưa chuộng. Bộ bàn ghế góc